Dự báo mùa khô năm 2023-2024, xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long diễn ra ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nguy cơ thiếu nước ngọt cục bộ. Ở huyện Long Phú, khu vực nằm ven sông Hậu, hiện đang trực tiếp chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn trong những ngày qua. Cụ thể, độ mặn cao nhất đo được tại đây đã lên tới 12 phần ngàn. Hiện toàn huyện có trên 30 cống ngăn mặn, gồm 14 cống lớn và 16 cống nhỏ, nhưng đều đóng kín nhằm tránh mặn xâm nhập vào nội đồng. Theo kiểm tra độ mặn hàng ngày mình đo hai lần nước ngày và nước đêm, nhưng mà một con nước mình đo hai lần. Thành ra là một ngày một đêm mình đo 4 lần. Có những ngay cái điểm chính thì ngay cái mùa mặn thì lúc mà lấy nước vô ngay cái chỗ các cống là ngay lấy nước vô như là cái quanh với bà sẫm á, phải có khi 4-5 lần cũng không chừng, có khi một tiếng đo lần, một tiếng kiểm tra lần để có gì mình can thiệp kịp. Tại huyện Cù Lao Dung, những ngày qua ngành chức năng cũng đã tăng cường công tác đo kiểm tra cống đê bao 26 cống lớn trên 200 cống nhỏ, cùng với 2/81 km đê bao ngăn mặn và trữ ngọt được kiểm tra, đảm bảo an toàn cho hơn 3.000 hecta vườn cây ăn trái và rau màu. Trong các cái giải pháp ứng phó và đối với từng nhóm cây trồng thì cái nhóm cây ăn trái được huyện xác định là cái quan trọng nhất, cho nên là trong những năm gần đây thì huyện là đầu tư gần như là nó cơ bản khép kín, thực hiện được cả chức năng ngăn mặn và trữ ngọt được cho cái vùng trồng xoài ở An Nhất và cái vùng trồng nhãn và rau màu ở xã An Tây. Dự báo trong những ngày tới, tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng cũng chủ động kiểm tra nguồn nước trước khi lấy nước vào bơm tưới trong sản xuất nông nghiệp. Khuyến cáo người dân tuân thủ theo hướng dẫn của ngành chuyên môn khi xâm nhập mặn diễn ra. Ngành chức năng vận hành hợp lý công trình thủy lợi, đồng thời tích trữ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.